này một quả bưởi ngon quá. Này bà có ý định mang kiwi ra biển chơi, kiwi có đi không? Hả? Có thích không? Giá không mắc nhá, này trời hơi ngột, ở nhà ngột ngạt lắm. Bên này có củi khá là dày, có lẽ là bà sẽ trữ lại để ngày mai để nấu chè bưởi ăn. Mà bà sẽ nấu cho kỳ vị món mới thì không, cái này thử phải tắt nó rồi ăn nhé. Chín ngon không? Cái này mà dành cho ngày mai này. Cái này hoàn được đâu, thế bà vứt ra ngoài đây cho mà ăn. Tí nữa mà quên mất. Đơn giản như thế này thôi. Ta đi ra hôm nay một lúc trở về nhé. Từ từ nữa nào. Vội vàng gì lát nữa rồi ăn. Này. Để lên mũ nhé. Có thấy dễ chịu hơn không? Cảm giác thoải mái đúng không? Đi tận hưởng không khí trong lành nào. Cô đi đi. Rồi, gió xuống chưa? Này, biển lặng quá nhỉ. Hôm nay sóng nhỏ mà, không sợ à? Sóng nhỏ thế này có gì đâu sợ. Nhìn sóng thế này ba lại muốn tắm á. Thì bị tắm không? Chắc thằng dám đâu nhỉ. Chỗ này đi ra nhiều rồi mà. Sao gì? Khi đi ra ngoài chơi kìa. Sẽ xịt cái gì? Giờ lúc muốn nghe được khi đi ra ngoài chơi mà khi đi cứ sợ thế này thì chơi ở nhà hơn này. Là cho quen đi chứ. Giờ bà lấy bưởi cho kiwi ăn nhé.
thích chưa? Quả bưởi đỏ to à. Ngon không? Ngon hả? Ăn từ từ thôi nhé, còn rất nhiều. Để ba thử xem này, còn chị nó như thế nào. Chua chua ngọt ngọt. Đây là ba nhá. Ngon quá. Ăn xong rồi đi ra ngoài chơi nhá. Dám không? Ừ. Ở lúc này hết sợ rồi nha. Kiểu to kìa. Thấy không? Đấy, mày chạy đấy. Lần trước khi đi vứt quả kia nó còn chưa chín lắm. Quả này vào mùa này nó chín rồi. Ngon hơn nhiều. Khi nhìn gì đấy, khách du lịch mà người ta cũng đi chơi giống mình đấy. Người ta đang lướt cano kìa, thấy chưa? TV không sợ thì ba cũng ra đó cùng với TV đấy. Thích không? Đấy. Ba ơi, ba ăn bưởi không? Bưởi. Ba ăn bưởi không? Ba đi nhặt sắt vụn à? Cao tử vệ này phải đi nhặt tập một chiếc tivi tất cả không hả? Nó rồi sao mà nhả ra không? Không bà, không không có. Hôm nay trời rất là đẹp mọi người ạ. Thì theo một số ý kiến của khán giả thì có khuyên mình là thường xuyên phải đưa Kiwi ra ngoài chơi hơn để cho Kiwi đỡ sợ, để hòa nhập với thiên nhiên. Nhưng mà các bạn thấy đấy, Kiwi ở nhà mình cũng quen rồi, cho nên khi mà đi ra ngoài thì Kiwi có vẻ là một chút rụt rè, lúc nào cũng ngồi lòng ba thế này thôi. Này đẹp quá. Trên này một con tắm là kỹ lắm khi quỳ ạ. Ừ. Hết rồi hả? Bóc thêm nhá. Ừ. No sao mà nhả thế khi quỳ. Ừ. No rồi hả? Bác xem. Ôi, bụng căng thế này rồi á. Ăn vậy thôi nhá, no quá không tốt đâu. Vừa phải thôi nha. Thế bây giờ no rồi, có muốn đi dạo một lúc không? Ừ. Để lát lấy sau nhá. Đi đi dạo nhá. À, đúng rồi. Đi đi dạo nhá. Đừng có đi quá xa nhá. Có ba đây mà không có gì đâu sợ nhá.
tàu quá nhá. Đi bà về rồi nhá. Cháu chơi đi. Cái con cháu đó nó hỏi. Dạ. Con cháu của các vâng, vâng, vâng. Rồi, cùng cho nó đi ra từ trầu nước ở dưới. Vâng, vâng, vâng. Ừ. Bà về nhá. Về có tối bà. Vâng. Ôi, chị Huy lên trên đó rồi hả? Làm gì? Sao mà lại vòn đây ngồi hả? Một quần mắc vào đây này. Ừ. Mắc được không xuống rồi à? Xem nào. Chào cẩn thận chứ. Hay là thấy bà quẩy gánh đi qua rồi sợ rồi chạy lên đấy. Vừa rồi bà còn thấy ở dưới đất cơ mà. Hả? Có đúng không? Sợ cái gì mà sợ? Đi ra cho quen đi chứ. Hả? Ta có làm gì mình đâu mà sợ. Tất đầy người này. Lát nữa bà tắm nhỉ nhá. Trời cũng tối rồi. Bà con mình sẽ về nhá. Hả? Về đây nhá. Hôm sau ra chơi tiếp ha. Nào rảnh ma lại mang ra. Về nhá. Là lúc bữa về. Rồi. Con ngắm biển đêm một lúc mà tối mất rồi.